Đồ hôm nay mang giày mà căng quá vậy lợm. Để tôi tuần tra. Tuần tra hả? Kiếm ai vậy? Tôi đi đâu hả? Đi đâu? Đi đâu hả? Dạ, cũng chung sao hỏi thăm đi. Chung sao hả? Hỏi thăm hả? Thăm cái phở bình thường sao á, có những lòng bào sao á. Mang giày luôn rồi. Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện với cô lợm rồi. Kìa, sao ngồi đó kìa. À, sâu đâu mà về không gửi đâu mà đi ra chạy ở luôn rồi. Ra đây ngồi nói chuyện chứ ơi. Dạ tôi là không chờ chứ chứ không chờ. Sao ra đây ngồi làm nó nói chuyện chút xíu coi từ Vĩnh Long về trên đây làm gì? Lẹ lên. Dạ mà làm ăn chung sống sao rồi. Cũng được. Cũng được mà. Vậy vậy mẹ cộng làm được. Nhưng mà ở dưới Vĩnh Long bọn bà chưa đã hình sao mà. Không bà nội em. Sao giờ bà chưa tới bà thương nữa. Sao nữa nữa. Ba ớ kìa, chị bệnh này. Ủa, ủa, cho tôi hỏi là anh chị bệnh gì? Thì ngồi quá ăn sống. À, bệnh gì đó hả? Bệnh gì phải chưa, hình sao? Phải chưa? Phải chưa? Phải à. Phải hả? Tụi nó không phải là tôi kêu chơi cứu hơn rồi chở đi thêm. Bà nội này. Trời, bên ngoài tôi bệnh quá. Có bệnh viện Phú Trăng chứ bây giờ mà lắm đó đóng người luôn. Lên tước hành già luôn. Có không phải tử là chịu thay lắm đó. Không muốn chơi nước biển rồi cô khỏe là chút. Ủa chứ tính vô cho nó biển thêm á hả? À vậy ha. Là tức là cho nó biển thêm cho nó khỏe ha. Bệnh có rắn rồi. Bệnh mãi rồi sao nó chớm đi rồi. Để tao quay luôn cái đã rồi nó bệnh. Trời ơi trời bệnh chứ chắc không được không á. Chắc là già cả rồi yếu rồi đó. Dạ già ba nội mày. Sao rồi chị sâu thấy cho mình sao rồi? Alo. Alo nghe nè. Vô nước biển. Nó vô nước biển nó khỏe. Bộ cơ của người nó không ngửi hả? Có cái bà chỉ phụng là bà bị ấy rồi mà. Bà bị bệnh. Nước biển. À chị nước biển không? Rồi tính cho mấy chai. Mật ra phải không? Mật ra mà gì? Có khó lợi gì? Cái lợi khóc gì? Nói đi. Đừng có quýnh, đừng có khờ khờ chỉ cho nó. Khẽ thèm. Vô nước biển với bà vô nước biển là ai trả tiền? Ai? Vừa qua cả kia, tao đâu còn tạc nào đâu. Ngô kia xuống đi, tao vô nước biển cô khỏe lại. Dạ ok, bà phải chữ xuống lệ luôn cho người lệ tôi cho chị đại bả vô nước biển. Dạ bà nói mấy vợ, ca kỵ này á. Dạ xuống anh đi, để tôi kêu bà này chậm nó trả luôn. Trả lên trời rồi không có một đồng, nó. Trả đây đây, à. Ok ok ok. Khi xuống lệ đi, bà đang ngồi xuống xuống đây nè. Ê, ông bác sĩ luôn đó, bây giờ chưa đợi được không? Đợi được một tiếng đồng hồ nó tới. Trả tăng chút hứa trường trả chứ đó. Cái đâm heo luôn. Trời thật, không phải người bệnh. Người bây giờ tôi phải thăm, bây giờ tôi phải ăn chuyện nha. Giờ có lý do mà trả sao mà với Vĩnh Long mà trả sao bả luôn rồi. Hôm qua tôi mới nghe anh Thảo nói là quay là cái cảnh mà bả Vĩnh Long rồi, trở về Hồng Ngoại đúng không? Vậy chắc Vĩnh Long chán rồi chứ gì. Hỏi vậy ở dưới sao mà ở không được cái gì? Ở dưới sao không được rồi trả hà hả? Quán có không được, quán có không được. Bán không được hả? Ủa? Giờ đây làm ăn mới được. Làm ăn không được, bán không được rồi cho nên mới bỏ gì phải không? Vậy là được rồi, chỉ là chỉ trả gì không ngỡ gì phải rồi, còn tôi đang ngỡ. Giờ bỏ Vĩnh Long rồi. Mày nãy giờ nói nhiều cơ, đang mệt nãy giờ lắm rồi đó. Không, mà tôi phải thăm chút phở bà. Có cái bị nặng bị sốt gì không? Thôi cũng như thằng Long với có gì biện được. Thằng Long với có biện được. Rồi đi rồi đó hả? Với thằng Long với có biện được. Nằm đó đó. À, vậy cũng ổn rồi. Chú Vĩnh Long vậy đó. Là có dòng họ nào với bà chứ không? Có quên ai chứ không? Có. Quên ai chứ? Quên ai chứ? Nhưng có. Có gì bà nội? Chú Vĩnh Long mà bà quên hả chứ? Chị Đại à. Ôi, bà con với đánh với cha. À. Chị Đại bận đồ kìa, đứng lên cái bộ đồ sao ngộ như vậy? Cái đồ này. Trời đồ ơi, trời ơi. Quá dữ rồi, đứng lên cái coi cái. Nằm luôn á, đứng gì coi. Đứng gì coi chị Đại. Trời ơi, thấy chị Đại không ổn nữa nè. Không ổn rồi phải không? Không ổn mà khoa bây giờ đi lựa cảm rồi được. Thì chú Long ơi. Khoa bây giờ chị bình tĩnh. Có ai chú Long có nước biển luôn á. Chị đã cho tôi đi chị vô trạm nó trái là không lại là nhìn cái bệnh mà Long ơi bạn không lộm nhiều chị sau đi vừa chị Đại qua ghế ngồi kìa qua nhiều chị Đại qua ghế ngồi vô phải nhiều lên đứng lên dịnh lên ở trong mặt là sao
chóng mặt không? Vậy chứ. Trời đất ơi. Trời ơi. Cái gì vậy sao lưng vậy? Cái gì mà u u sao lưng vậy? Vậy một u á vậy? Sao vô gì? Cái bóp của chị Đại. Hỏi chị Đại bị gì bị thối quá vậy? Bị khớp rồi. Khớp rồi. Như con sống hả? Trời mặt ơi trời, nó trên sống đó hả? Như cái trường khống bà quá. Ở bà sao bữa thấy chị đi bình thường lắm mà sao mới non kìa? Bệnh rồi đó, mày lo đi. Mày không ngỡ là lo tao. À, bây giờ anh cũng đâu có tiền cho mày lo em. Anh còn vợ bé của anh bệnh nữa. À, bây giờ để anh lo cho em không? Lo cho em hết bệnh không? Ok, để anh điện cho một năm cái là có hơn cái chị đi liền, để em đi liền. Giờ em cần cái gì anh lo hết, em nói đi. Mày ngỡ cao hay là khóc mày lo hết cho cao đi rồi mới yên tâm. Cái gì nếu mà anh lo cuộc đời cho em mà lo hết em tất cả mày, em mất tiền con kỹ mày. Không phải, ý là anh lo cho em hết tất cả cuộc đời là em mới yên tâm không? Đúng, ý là lo cho nó hết bệnh cái là nó yên tâm được ha. Ừ. Để anh chạy trước cấp làm đi ra, chở anh đi luôn. Kêu đâu? Kêu anh kỵ đó. Kêu bệnh. Kêu em thưa quá, kêu anh kỵ đây. Kêu chị Đại. Kêu anh chị Đại. À chị Đại ok đó. Ủa, chị làm cái chồng hả? Chị không để anh chưa qua. Anh làm để em chưa qua lại chở chị đi ha. Là chuyện lợi trước hay là chuyện mộng sau? Trả lời đi. Các mày luôn, các 50 triệu, các cát mắt. Không phải, không phải là cho có thêm bây giờ bài. Lượm hát tặng cho chị Đại một bài đi, coi thế nào. Tặng cho chị Đại hát tặng một bài thử coi. Em đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng. Hát sao mà chị Đại mệt mệt thêm nữa rồi kìa. Không ngắm trong đôi mắt buồn trong đêm. Em có à. Trời đêm trong đêm. Trừng qua hờ trời ra ngớt ngao luôn phường ơi. Em không có. Bây giờ em hỏi chị làm, bây giờ chị về làm dâu được chưa? Làm đi dâu mày á. Ủa? Sao đổi? Đầu mày làm dâu bên mẹ chồng mà sao giờ? Làm dâu ông mà. Ủa? Làm dâu ông Lâm đi bên. Ông mà, ông mà cứ có Lâm cứng vừa đây. Ủa? Sao Lâm cứng vừa đây hơn tôi mà? Mà sao chừng đó chị ở với Lâm mà không ở thì giờ cho là giờ đợi ở thêm tôi nữa. Là chồng lớn. Chồng lớn này, chồng bé á. Chồng bé là chồng nhỏ là bé hơn vô đó thôi. Nhưng mà ở có gì mà ở với hai người chồng chứ hả? Hai chồng mới cứng. Ở chồng hai người chồng mà chồng ra nổi. Vậy là ở với hai người chồng với chồng ra cho nổi. Chồng lớn sướng hơn chồng nhỏ. À dạ yeah. Vậy là chồng ở kia mới cứng vừa đây phải không? Vui vẻ bình thường. Bà vợ chồng có chưa gì không mà chán ngủ mấy giờ nó khất. 8 giờ. 8 giờ. 10 giờ không được. Ờ mình về gửi rồi, làm dâu người ta thì được, chứ người ta không phải làm áo không. Bà làm dâu người ta thì được, chứ người ta không bao giờ làm dâu bà được. Bà làm dâu bà là bà nội nữa. Ừ. Có phải bà muốn đừng có nó có quyền mà muốn làm thì là làm. Đó. Đó. Dạy luôn á, dạy chim sâu cách làm dâu luôn đó. Nghe tin chim sâu về cái là qua liền đó hả lộn. Đừng có sáp vô nữa. Đứng đứng ngoài thôi. Bây giờ là tôi dạ bạn có làm dâu. Ừ. Chúng nói về kinh lỡ là Long, kinh lỡ là bà vợ chồng. Nó là phanh ba lỡ nó, kinh lỡ mà mong mất không dám hổng nữa. Hổng thì người ta nói mình là bất hiếu đó. Tao không mang mà. Người ta nói mình là bất hiếu, cầm không được đâu. Không có quen đâu, càng khai. Tao vẫn có cống qua ngày, còn ra kia là tao vẫn có cối ngày. Tao ăn gì qua ăn. Bữa đó tôi đừng, tôi nói chuyện trực tiếp với bà, còn bà không nghe. Cho nên bữa nay tôi qua tôi gặp trực tiếp tôi dạ đời luôn nè. Quỳ qua dạ đời luôn hả? Dạ đời luôn. Dạ sao? Cá cho, có cá cho. Nè, bây giờ đi mập. Kêu có cá cho. Tôi giả nè, em nghe tôi nói bây giờ có tao không quan trọng bây giờ, nghe tôi nói nè. Mẹ em lo cà, mẹ em lo chị mày đi bệnh rồi mấy nữa. Mấy của đi mập là vừa chăm sóc cho chồng đàng hoàng. Đó. Còn điều hai là phải là khơn mẹ chồng đó. Giờ khơn cái thằng ngã nữa, cái thằng ngã mà con tao con chị con duyên của anh Lâm đó, rồi con duyên của chồng chị mẹ cơ mà
Có cậu với bạn cậu. Trước đó thằng đó giờ cái thằng mà cậu đầu trà tôi đinh đó là con duyên của chị đó. Lộm nay qua chạy luôn đó. Rồi sao nữa Lộm? Rồi sao nữa? Bữa nay tí nhỏ là biết. Con của chị còn nhỏ đó mà nó cầm đá nó chọi lên đó trời luôn. Chị gì dạ đó, người ta chấp bá không nên chơi ba cái trò nguy hiểm mới được. Con đánh được là mẹ đánh được. Ờ. Nhưng bây giờ nè, quan trọng là còn không giữ lắm chưa? Còn không giữ thì để tôi dỡ đi cấp nào đó chưa? Lộn đứng dậy ơi, đứng dậy dạy chứ đâu ơi. Dạy cho khí thế rồi, ừ đứng sát vô. Sát vô chút nữa, rồi. Dạy đây. Điều 1, điều 2 sao? Hay vợ đò cao. Hay vợ đò cao. Quý tế, ông địa. Quý tế, anh Long. À, tôi cho bà xuống hầm luôn rồi tao không. Nhìn xuống này mặc cái đồ ác thật. Ăn thầm nhặt thiệt chứ. Lời vừa có mặt bà, lời là mặt tôi. Thằng nó cái ăn lông này rồi. Đây này là 500 đó nè. Mày biết hiểu rồi đó. 500 là sao? Hai người đừng hiểu rồi. 500 là sao? 500 là sao? 500 là sao? Có 100 ngàn rồi. 500 là sao đâu, lượm nói cho nghe coi. 500 là sao? Đó, 500 ngàn rồi, 500 ngàn này lấy hai người hết 1 triệu rồi. Có tiền mua quá, mua gì ăn cá. Hôm nay không làm làm gì. Mua quá thì làm cái gì ăn. Ừ, ừ. 500 là sao? Không quá. Ừ. Chống gì đâu. Chống cái đâu. Sai cặp đó. Chống cái, chống gì đâu đâu. Không hợp tác hả? Bạn ơi. Ừ. Tôi thử cho mấy cái bạn, tôi bạn tới nè. Tôi thử cho anh Lý Văn Thảo nè. Điện lên. Hello. À chuyện ơi, chuyện Thảo bữa có làm chuyện chung với em phải không? Rồi. Chị qua Hồng Ngựa giúp em nha. Có cái bà nào mà trắng con quá trời hả? Đó là chị Nguyễn Thị Phụng. Ủa mà chị sinh năm mấy? Chị sinh năm mấy? 94. Dạ, sinh trên năm 1994. Giờ vô bán ở đâu? Bán này bán 2 con. Vô bán Hồng Ngựa mà sao có chuồng chó? Có đó, 2 con là biết rồi. À, con im! Ừ, chúng cái đâu? Mà bà chưa đợi chứ tôi. Cá ơi, ăn Thảo ơi, đừng có Thảo ơi. Thấy lượm vui không? Lượm vui không chị sao? Con phụng mà. Hả? Con phụng mà, dạ ngon là. Rồi lên coi về đi. Nấu cái gì không biết luôn. Là bữa nay thì tôi cầm táo bào bánh rồi phải không? Cá ăn lông. Xã ăn lông hả? À, bữa nãy giờ nấu sớm cho tới trường chó không hả? Ba ơi, sáng lông chưa ơi. Dạ. Trời ơi, bả có tấm bả khờ không trôi luôn hả? Trôi khờ không bả thôi. Bây giờ chuyện ơi, chuyện Thảo nào quan trọng là phải chạy theo bao cho bằng được. Chạy xe qua đi nè, tôi tóm ra bây giờ về đầu luôn. Bây giờ đầu luôn. Là tôi là công an trường à. Tôi dễ dàng đó. Có tôi mặc được hơn, mắc mới được bà đó. Chú tôi mà mặc công an bà chạy. Tại tôi chờ bà trốn á. Mà ông không là mới đã mà. Tôi tiêm ví dụ là 2 năm rồi đó, tôi vừa bắt bà được rồi đó. Mấy năm rồi, là 3 năm rồi đó. Tôi có cái lớp 12 giờ. Tại tôi là hồi chơi sẵn rồi. Thì con cái về nuôi. Alo. À chuyện ơi, là chuyện cái gì mà trời chúng hoài bà. Điện có một cuộc điện thoại mà điện hoài vậy? Trời chúng bà cho dầm. Chúng sao được cái giật nó chạy xuống rồi chúng bà cậu em. Chạy lên luôn. Quẹo phải, quẹo trái. Cái gì quẹo trái hả? À quẹo trái, à đúng rồi. Trời đã chừng nào tới thì quẹo ự ra luôn á. Rồi, bắt đầu mình tóm luôn nè. Tóm vô. trời ừ tóm luôn, ừ chút ca luôn, tóm luôn, tóm luôn, ừ tóm luôn. Tôi nói cho bà mới biết tôi là trứng chiếc bê, dễ trứng chiếc bê là không có gì là khó. Đúng rồi. Bằng chứng đã có, bây giờ vừa xả chơi đó em. Tóm về luôn. Lên đó cho bà uống nước trời, cho bà bỏ cái mặt mà bước qua tôi. Bà bước giá tôi mà đứng tôi. Tóm về. Tóm bà. Bây giờ mở bà tóm về luôn. Tóm về. Một là trứng bút ngựa, còn hai. Đang cặc đó. Cái gì mà tóm vậy luôn? Đang cặc. Đặt chở bà bây giờ nó không cần bước bây giờ. Còn chứ là có. Tóm vậy. Mà bà đi đâu? Đang cặc nè. Tóm vậy luôn. Con. Sao rồi? Sao rồi? Ôi mẹ, cái đang cặc đó. Cố vô. Nhưng bà biết cái bà đang tặc mà trả cái lá bự bị làm mặt lên. Đúng rồi. Có lại. Hai lần rồi đó. Tóm luôn, tóm bà nội của có. Tôi tóm mày luôn á. Có lệnh cấm thử nè cưng. Cứ không sợ đâu. Có vàng không ơi? Mẹ vàng bằng cao không? Đâu vàng đâu.
có phá 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 má lên bây giờ đó tôi dựng má lại trước là dân biết đi có giờ dân biết cho tôi dân biết cho bà cho má cho tôi dân biết cho giờ đó đi mà đó tối nãy giờ tôi dựng bà lại nè tôi chờ bà trống alo à chuyện ơi lên chuyện đi chuyện hảo chứ mỹ ra đây là tôi dựng bà lại nè tôi để bà không bao giờ cho bà trả đâu bây giờ cho bà có trả nè xỉu rồi bà chữ rồi bây giờ tôi chưa ba để cho cố hơn dùm nha chưa cho cố hơn của ông hai lương á trời đó là trời chưa cho cố hơn ai thằng chắc là giảm á đem cho tôi biểu qua luôn á bà bị cộng chân thống rồi quá thằng không có thôi đi quá thằng không quá thằng không à quá thằng sống rồi quá thằng không rồi tôi không nở thằng nói để tôi cửa cơ mà chưa chơi cũng hơn quá lỡ ông nội đó tổng nó đó hoài không ai rảnh đâu nha lỡ đây mới tao làm nhiệm vụ lựa chọn lắm á nha trả lỡ đi chứ giờ chứ còn vợ con tôi nữa trời bác ơi chỉ đường chưa chỉ đường chưa hả chỉ đường chưa trời xe nó giờ từ nó đường kia hay là 25 phút alo 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 anh Lâm anh Lâm con vợ nó chỉ rồi nè anh hồi đó chạy xe anh tốn rồi chú đại ơi 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 chú luôn ơi có chèm bẹp luôn nam mô hơi cá sâu hả tôi gặp tại thương mới tỉnh lại nè nghe nói chìm sâu hơi lắm cái tấm vô nó ngụm còn hơi anh Lâm còn anh Lâm trăm hận mà chìm sâu nó ở trùng cái gì vậy cái gì vậy? Hát cái gì vậy? Áo mới cầm không? Mà mau tôi chưa đi ca. Ca xỉu nãy giờ. Thôi, bây giờ tôi không còn biết. Tôi bắt bà vừa có đợi chống người làm công vụ và dây giới cho tôi công bận. Hello, ông mau ăn lông mà. Tôi làm chết làm người tin không? Tôi chưa cầm hả ba? Bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi, ăn chặt đó. Cầm luôn luôn. Người ta là hình tĩnh à? Thôi, ăn chặt có không có ai? Người ta là hình tĩnh à? Có tao nào, có tao nào bóp đâu, tôi giả cho tao đó cho biết. Cái này nè. Tao này giống anh thì Thề nó ra không? Thề hẳn ra coi trời. Ngu bà ơi. Có tao mà chưa học tích với người ta rồi. Tạm biệt bà con, chúc bà con có một ngày vui vẻ, ăn năm mới, ăn không dưỡng. Bước 3 năm mới là ăn không dưỡng, 50 ngàn thôi cho không biết trời. Rồi chú đại chúc với bà con rồi. Rồi bà con ơi, này là mấy kiên phụng là ở đây cô làm với kim phụng nè vui không bà con rồi chúc bà con nhiều sức khỏe đi chúc bà con được sức khỏe may mắn nha ăn không dở mà với gì hơn dở có được mắm chơi cho một lần để cho bà con được một like nha con mình về đây ấy luôn nha dạ mình về lên cười lên cười lên mình về không ngự bào tiếp nha khán giả ơi bào bào không nổi 500